Mình đang ngồi ở chỗ ngã tư bốn chó này cả nhà. Ngồi ăn bánh mì. Đi đói bụng quá cả nhà ơi, mua bánh mì ăn. Xíu nữa mình sẽ chạy ra đường này quay cả nhà xem nha. Ăn xong cả nhà, giờ tiếp tục đi thôi. Ngã tư bốn con chó, chạy xuống khu vườn địa đàng nha cả nhà. Ở đây có mấy cây trà là nè, để lại quay cả nhà mình xem. Đi chưa? Xuống đi. Chợ ăn thới cả nhà, chợ ăn thới vắng quá, ít có bán đồ quá. Nên là mình chạy xuống vườn địa đàng như này quay cả nhà mình xem. Mấy cây trà lạ ở đây trái quá trời luôn ta. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Khu như này cũng thuộc tập đoàn Sun Group luôn cả nhà. Ở đây đẹp quá ha. Sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be. Đây, dòng cái khu cái này trước đi, Sun Group. Wow, khu này rộng lớn quá ta. Hai con đi lạc qua châu Âu cả nhà ơi. Mấy đường này cho chạy không ta? Cấm này nghỉ chạy, không cấm thì cứ chạy tiếp thôi. Gào lại, gào lại vẫn cứ đi bộ gì kìa, chắc nó đi bộ xuống biển đó thôi. Không cho chạy cái nha, vòng vòng trong khu này. Tới nó rẽ phải chút trên chỗ ngay chỗ dốc đó nha. Step back.
New World, New World. Tiếng Anh mà đọc như tiếng Việt chưa cả nhà. Đọc vậy mới chấp cả nhà ơi. Rồi. Nhưng nó chắc cũng khép kín quá ta.
a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. Mình bắt đầu thấy vườn địa đàng nữa cả nhà. Quá đẹp luôn. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor, forever free. Đây có một cái điểm xây nhô ra ngoài nè cả nhà, để mình có thể đứng ngắm biển. Dưới đó là vực rất là sâu. Được thôi, mình không có vô trong đó nha, cả nhà thông cảm. Có mấy anh đi lặn biển thì cả nhà. Con đường này rất là xanh và mát luôn. Yên tĩnh quá ha. Con mình đi về nha cả nhà.